tức là không kịp bán cho khách, tức là khách Ừ. họ ăn nhiều quá, Ừ. thì lúc nào ăn nhiều quá thì mình phải lấy bánh đa bên ngoài. Thế còn không thì bình thường thì mình cứ tráng như này, sau đó mình phơi lên phên, xong mình lấy cái bánh này để nướng lên thì là thành một cái bánh Đúng rồi, khô vậy. cái này mà phơi ra là nướng ra là cũng thành cái bánh Thành bánh đa, đa nhưng à, mà không lộn, không không thể không lộn kịp được, à, không kịp, không kịp bởi vì không khách có, thực ra khách ăn quá đông rồi không có người lộn được. à. Rồi bác ơi, thực ra quán của mình là có bao nhiêu năm rồi bác? Cũng phải là 40 50 năm. Trời ơi, 40 50 năm nay rồi à, thế cũng lâu đấy ạ. Rồi thế là thời gian thì cứ thay đổi, nhưng mà quán thì không thay đổi một chút nào, và kể cả cái bánh đa này hoặc là chiếc bánh tráng này cũng không thay đổi Không không ạ, là đâu, bột vẫn vẫn giữ nguyên liệu như ngày xưa. thế cũng cũng gộ má ra rồi đem về trốn rồi chứ không có gì hết. Chứ tại sao lại gọi là quán bà già nhỉ? Bởi vì bỏ là khơi trương lập địa ở đây, bỏ bốn hồ môn giờ trời À lấy quán rồi, nói chung là giờ là ví dụ như đám giỗ bỏ là có cái quán khót là cũng phải nói là bà tổ bánh đặc à, thế đó à, cũng thế gần. à, dỗ bà tổ bánh đập mà. Ui, cay mắt quá. Ui, cháu xin phép bác, bác ngồi này quen rồi chứ cháu không thể quen được. Ui, chúc bác sức khỏe và quán mình làm ăn càng ngày càng phát tài bác nhé. Cảm ơn bác ạ. Cảm ơn nhiều. Vâng ạ. À chà, quý vị đã nhìn thấy chưa? Vừa rồi thì chúng ta đã được xem quy cách tráng bánh và nó vẫn còn ướt. Sau đó họ sẽ dùng chính cái bánh đấy, họ lên phơi ở trên cái phên, phên tre và khô đi thì họ nướng thì thành những chiếc bánh đa như thế này. Đó. À, ta thấy ở đây thì có rất là nhiều bánh đa, có trên 100 chiếc ấy. Và khi họ tráng xong, họ nướng bánh đa xong, họ sẽ cho vào trong túi ni lông này thì nó sẽ giữ được hơi ẩm. À, không cho hơi ẩm xâm nhập vào bánh đa thì bánh đa nó sẽ giòn mãi. À, chỉ việc lấy ra để cho thực khách ăn thôi. Còn cái gì đấy nữa nhỉ? Đố quý vị biết đây là gì? Hành khô. Thưa quý vị. Đấy. Và như quý vị đã biết là hành khô này, chủ quán nói với chúng ta rằng họ lấy hành khô từ miền Bắc, tức là gọi là từ Hà Nội vào, mang hành khô từ Hà Nội vào và một năm chỉ duy nhất lấy một chuyến, và một chuyến lấy khoảng gần một tấn hành. Sau đó họ phi vào giữa tháng 1 thì lúc đấy hành mới ngon và mới thơm đấy, và giữa tháng 1 họ chỉ phi một lần thôi để dùng cho cả năm đấy. Và đây